Ngày 26 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang cho biết vừa bắt tạm giam Trần Văn Tràng, 21 tuổi, ngụ ấp Đông Bình, xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó khoảng 18 giờ ngày 6 tháng 5, ông Chung Ngọc Đường, công an xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy đến nhà một người dân ở ấp Đông Bình, xã Tân Thành để xác minh vụ gây rối trật tự công cộng và đập phá tài sản do Tràng thực hiện trước đó vài ngày trong lúc ông đường đang ghi lời khai trang đến ngăn cản không cho làm việc và thách thức sau đó trang tiếp tục yêu cầu ông đường đọc biên bản cho trang nghe rồi giật biên bản nhưng không được trang chạy về nhà gần đó lấy dao rượt chém ông đường rất may một số người dân đã đuổi theo can ngăn kịp thời nên ông đường không bị thương tích <laughs>